Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu loa Rockman L, một mẫu loa chuyên dành cho những cái nhu cầu đi dã ngoại, cho những phượt thủ chuyên nghiệp. Mẫu loa có cái khả năng chống nước, chống va đập theo tiêu chuẩn IP65 và đây là cái thông số kỹ thuật của loa. Loa có kết nối bờ Bluetooth 4.1 với tổng cộng là hai loa, công suất của nó là 10W. Pin dung lượng pin là 2000 mAh. Thời gian sạc khoảng 3 đến 4 giờ là đầy và thời gian nghe liên tục khoảng từ 6 đến 8 tiếng, tiêu chuẩn chống nước IP65. Trọng lượng của nó là 307 g. Loa có thể kết nối được tất cả những cái thiết bị có Bluetooth, có 3 màu, thiết kế bởi Chengguan USA. Có mã hiệu là Rockman L. Chúng ta có thể dùng chiếc loa này để gắn vào xe đạp hoặc xe máy. Và bây giờ mình sẽ bóc hộp chiếc loa Chengguan Rockman L. Phụ kiện đi kèm với chiếc loa gồm có một cái cáp micro USB dùng để sạc và một cái cáp audio với hai đầu 3.5 để giúp chúng ta có thể nghe nhạc bằng dây. Và một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và đây là chiếc loa Chengguan Rockman L với khả năng chống nước, chống bụi, chống va đập theo tiêu chuẩn IP65. Chiếc loa có màu xanh quân đội. Chiếc loa được thiết kế khá là hầm hố và chắc chắn. Chúng ta có phím nguồn, phím giảm âm lượng, phím dừng chạy, kiêm nghe gọi và phím tăng âm lượng. Chiếc loa được tích hợp luôn mic ra giúp chúng ta có thể đàn thoại một cách dễ dàng, rảnh tay. Phần hông thì có jack audio chuẩn 3.5 và phần sạc micro USB. Phần dưới của loa thì có một cái hốc để chúng ta có thể gắn chúng lên chiếc xe máy hoặc xe đạp một cách dễ dàng. Và được thiết kế bởi Chengguan USA. Và để bật nguồn thì chúng ta chỉ cần giữ cái nút nguồn khoảng 3 giây, lúc đấy thì đèn xanh sẽ bật lên. Và chúng ta chỉ cần bật Bluetooth trên điện thoại là có thể kết nối được. Về chất lượng âm thanh của Rockman L, loa có âm thanh rất là lớn, tiếng bass chắc, âm khá trong và dễ nghe. Hiện tại sản phẩm đã có mặt tại các cửa hàng của iDo Audio. Xin mời các bạn qua các cửa hàng của iDo để trải nghiệm sản phẩm. iDo xin chân thành cảm ơn.